Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề 3, mái trường của em. Tiết 2, tập nặng tạo dáng đề tài tự chọn. Chúng ta sang hoạt động 1, quan sát nhận xét. Nặng đề tài tự chọn có rất nhiều nội dung để chúng ta lựa chọn. Các em chú ý quan sát. Bài nặng về đề tài lễ hội. Bài nặng về đề tài thiếu nhi vui chơi. Bài nặng về đề tài học tập. Bài nặng đề tài phong cảnh. Bài nặng về đề tài các con vật. Có rất nhiều nội dung để lựa chọn, các em quan sát để chọn cái nội dung cho bài nặng của mình. Để giúp các em biết cách nặng, biết cách sắp xếp các hình ảnh thành một đề tài, cô sẽ hướng dẫn các em sang hoạt động 2. Hoạt động 2, cách nặng. Các em nhớ lại cách nặng người hoặc là con vật chúng ta có hai cách. Cách 1 là chúng ta nặng từng bộ phận, sau đó ghép dính các bộ phận thành người hoặc là con vật. Cách 2 là chúng ta nặng từ một thỏi đất. Từ một thỏi đất các em vuốt kéo thành các bộ phận của người hoặc con vật. Sau khi nặng thành các bộ phận của người hoặc con vật thì mình sẽ tạo dáng cho người hoặc là con vật phù hợp với cái nội dung đề tài mình chọn sao cho sinh động. Sắp xếp các hình nặng thành đề tài. Các em sắp xếp các hình nặng thành những đề tài khác nhau theo ý thích. Các em có thể sắp xếp thành đề tài các bạn vui chơi, chơi nhảy dây, chơi ôn quan, chơi đá cầu, hoặc là đề tài học tập, các bạn đang ngồi học, các bạn đang đi học. Hoặc là bạn nào nặng đề tài các con vật thì mình sắp xếp thành đề tài các con vật. Hoặc là chúng ta nặng các loại quả thì chúng ta sắp xếp thành một cái đĩa quả, một cái rổ quả, giỏ quả, sao cho cái hình ảnh nặng của mình nó sinh động. Đó là cách sắp xếp các hình ảnh nặng thành đề tài. Các em chú ý quan sát để khi mình nặng xong các hình ảnh, mình sắp xếp cho cô thành một cái đề tài theo ý thích. Tiếp tục với hoạt động 3 là thực hành. Các em chú ý nghe yêu cầu bài tập. Các em hãy nặng tạo dáng về đề tài tự chọn. Các em hãy hoàn thành bài tập chụp hình gửi cô đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Chuẩn bị chủ đề 4, hoa lá và họa tiết trang trí. Các em xem trước bài trong vở luyện tập mỹ thuật. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.